Sư, sư con xin hỏi sau khi tất cả chúng sinh được giải thoát thì vũ trụ sẽ còn lại gì hay bản thân nó sẽ bị hủy diệt hay bản thân việc này vốn là không thể xảy ra vì chúng sanh vì duyên mà tự sinh ra liên tục có chúng sinh mới và bệnh chết cứ thế vòng tuần hoàng lại tiếp tục. Ờ... À thôi nói xong đi là sư phân tích luôn. Tuy nhiên với các vị đã được giải thoát tức là bị văng ra khỏi bánh xe luân hồi, thì những vị này sẽ trở thành bất diệt mà bất diệt thì chỗ nào có thể chứa được số lượng vô lượng kể các vị và lúc đó thì các vị sẽ làm gì? Xin sư hoa nghĩ dạy dùm con. À, nó có một vài vấn đề uhm, để coi coi. Đầu tiên á là cái giới hạn của cái thế giới này trong tăng chi bộ kinh á có những có bốn việc không thể nghĩ bàn cái việc đầu tiên á là giới hạn của cái thế giới này là không thể nghĩ bàn nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều nó có um, nó có nhiều mình tạm gọi là nhiều cái chiều không gian khác nhau và nó lồng ghép vào nhau à, đơn cử á là có một cái người một vị bà la môn thấy một cái binh đoàn gồm voi chiến, ngựa chiến, rồi binh lính vua quan rất là đông, mà đi gọn vào trong một bông hoa đó và biến mất. và vì này nghĩ là có lẽ là chắc mình bị điên rồi mới đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói đó, cái đoàn binh đó đó là đoàn binh của uh, Atula đánh nhau với vua trời Đế Thích. Sau khi bại trận thì chạy về và cái cái bông hoa đó đó là một cái cánh cửa mình tạm gọi bây giờ dễ hiểu là một cái cánh cửa không gian để đi vào ở trong thế giới Atula. Đấy. Ờ à, thành ra đó là cái gọi là cái độ phức tạp của không gian đó, nó vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mình. Mà nếu như mình cố mình tìm hiểu cho nó cặn kẽ mình sẽ bị điên. Và đó thuộc phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác tức là chỉ có đức Thế Tôn mới biết được thôi cái vòng san tử luân hồi của chúng sanh cũng như vậy. Cho nên ở đây không có cái chuyện là chúng sanh vì duyên mà tự sinh ra liên tục. Nhớ dùm một chuyện, cái gì mà kinh không có, chú giải không có, mình không nên tự biên. Trong kinh không hề có chỗ nói là có chúng sinh mới sinh ra. Nha. Tức là nếu có chúng sinh mới sinh ra là nó từ một cái hư không nào đó mà nó hoặc là có một cái đấng nào đó sinh ra. Cái chuyện mà nguồn gốc của chúng sinh á khi nào mình thành một vị chánh đẳng giác thì mình biết. Còn nếu không á thì tốt nhất đừng có đoán mò. Đoán mò nó coi chừng mình sẽ bị điên bởi vì cái trí mình không tới. Mà đó cũng là lý do tại sao Đức Thế Tôn không có giải thích. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng đi bây giờ một cái vị là giáo sư à, chuyên về cái um, hạt nhân mà bây giờ làm sao giải thích cho thằng nhóc 7 tuổi về cái nguyên lý hoạt động của cái hạt uranium? Đã làm sao giải thích cho nó cái đóng cái gọi là cái phóng xạ đồng vị? Giải thích bằng kiểu gì? Mà giải thích cho nó là nó thứ nhất nó không hiểu mà nếu như nó cố nó hiểu nó cũng sẽ bị điên. Đại loại là như vậy cho nên là cái chuyện này mình không có nên bàn vì cái trí mình không tới. À, còn à, cái chuyện mà chúng sanh giải thoát thì vũ trụ còn lại gì đó? thì như sư nói chúng sanh nhiều vô số nhiều lắm cho nên cái chuyện mà giải thoát hết thì cái chuyện đó chắc không có đâu mà nếu có thì nó cũng lâu xa lắm cái quan trọng á, là mình lo giải thoát của mình đi còn cái chuyện mà niết bàn nó có hết chỗ hay không á thì làm ơn nhớ dùm sư ở trong tăng chi bộ kinh Đức Thế Tôn có nói 8 điều kỳ lạ của biển cả mà Atula vì 8 cái điều này đó mà nó ưa thích biển cả. Trong số đó đó có một cái đó là dù cho bao nhiêu nước từ sông, hồ, ao, rạch đổ ra biển cả thì biển cả cũng không có dâng lên hoặc vơi đi một cách rõ rệt. Cũng như vậy, trong cái giáo pháp này, dù cho bao nhiêu vị chứng đắc thánh đạo thánh quả thì niết bàn cũng không vì như vậy mà nó trở nên chật chội đi nhớ dùm như vậy là được rồi còn quý vị muốn biết niết bàn là cái gì nó ở đâu nó ra làm sao thì ráng tu chừng nào mình chứng thì mình biết nó giống như cái chuyện mà bây giờ mình ngồi mình bàn với nhau cái vị của một ly uh, trà sữa là như thế nào mà trong khi đó mình chưa bao giờ uống mình cứ ngồi đó mà mình bàn mình tán dốc với nhau thì có hết năm này qua năm khác nó cũng như vậy thôi tu thấy được niết bàn tự nhiên mình hiểu nó là cái gì còn nếu như quý vị đòi sư phải có một cái định nghĩa đó thì sư mượn lời của ngài Xá lợi phất ngài định nghĩa như thế này ái diệt là niết bàn nhớ dùm sư ái diệt là niết bàn chứ không phải vắng mặt ái là niết bàn nhớ dùm nha bây giờ một số vị hiểu nhầm á là cứ cái kiểu mà thấy niết bàn hoài nó kỳ quá đi nha rồi đây câu hỏi này nó tiếu mắc cười lắm mắc cười là cái người hỏi á không biết gì hết nhưng mà chôn được mấy từ là bánh xe sinh tử lương hồi rồi cho nó sang sang nên đó cái người nổi này không biết gì hết không học giáo lý không biết gì hết luôn về giáo lý nên á con gùa nó đó nó lên bờ xong cái nó nói với con cá đó về mặt đất con cá nó tin làm gì mặt đất có chỗ nào mà đứng lên được lọt tẩm thì xong xong nước lọt tẩm vô nó không tình, nó nghe không hiểu thì ở đây á mấy sư có thể nói được là nhưng mà cái này á thứ nhất á bạn á, cái bạn gửi câu hỏi này nè bạn nên bỏ qua cái này bạn à, mình, mình có thể thắc mắc nhưng mà những cái thắc mắc mình á có thể mình học giáo lý năm ba năm tự nhiên mình biết rồi à, những cái có những vấn đề nhưng mà những cái những cái, những cái mình vội tìm hiểu đừng vội tìm hiểu mình thắc mắc mình để đó đi từ khi nào mình học giỏi lên đạo giáo lý con hàng ngày mình cũng đi chơi ăn ngủ khỏe mà 10 năm sau mình cũng chả hiểu giáo lý nha mình cũng mình hỏi vậy. Bây giờ sư sư có trả lời thì xong quý vị cũng quên không hiểu những cái vấn đề này nó không có đi vào nhiều về vấn đề tu tập của mình nha để không có liên quan tới cái, cái bổn phận của cư sĩ hay là những cái vấn đề để mình à, giới định tuệ này nọ nó chỉ là cái sự tò mò thôi rồi đây sẽ trả lời đại khái về cái câu cái đầu tiên nè là sự sinh diệt của vũ trụ á thì không có biết nhưng mà dựa câu vật ngôn mình có thể nói rằng dân kinh trí Sa mô gia đâm măng sắp băng tăng rô thá đâm măng nên là cái gì có tự tánh sanh lên thì cái điều ấy có tự tánh sẽ hoại diệt thì như vậy cho dù là vũ trụ thì nó sanh lên nó cũng sẽ bị diệt thôi và đơn giản vậy thôi chưa bao giờ có cái gì nó tồn tại mãi không có khôn ngoan như loài người hung dữ như ác thú cứng rắn như sắt đá to lớn như hành tinh tất cả đều phải ...Mà gì còn hai cái câu mà tức cười nhất là bị bị văng khỏi bánh xe lên tử lưng ngồi thì bị này sẽ trở nên bất diệt mà bất diệt thì chỗ nào để chứa đó là mình đóng lại cái này là nhớ ở đó coi mấy cái chuyện tiên hiệp là là, là là là, tu tu luyện tiêu, tiêu tiên á lên mức độ nào đó, đó thành thánh thành gì đó thành cái cấp bậc gì đó thì nó 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 dạng là nó bất tử bất diệt <laughs> thì này nó không có nha tu là đi để... mình nói mình nó ngang câu nó đơn giản nó nó kề này nó tu là để mất trong phải để có đâu quý vị cho nên đừng nghĩ tu mà bất diệt cái này là vị này dưới một trái là cái thường kiến thường kiến tưởng tu tưởng nếp bàn là bất diệt không có mình nói nếp bàn nó không có gì luôn á nó là nó là nó để không có gì nó không có gì cũng không đúng mà à, nó, nó, nó có gì cũng không đúng, không đúng. cho nên á, mình mình nói lại là cái bạn này nè bạn nói đúng á Thì tu những... đi. Học giáo lo lý đi học giáo lý mình mình tìm hiểu giáo lý mình theo đạo một thời gian cái mấy cái này tự nhiên nó thông qua bây giờ nó không có hiểu có những cái lớp giáo lý những cái danh sách phát á trong cái kênh của sư ấy, mở ra học từ từ nha